Cá coi thả được hơn một tháng vẫn nhát người, thấy người là chạy mất bóng, thì có cách nào khắc phục không? Hiện tại như trên màn hình của anh em là một hồ cá coi của nhà anh Hưng ở tại Đồng Nai. Cá coi trong hồ đã thả được hơn một tháng rồi nhưng vẫn rất là nhát người, thấy người là chạy hoảng loạn và núp dưới chân thác. Anh Hưng có biết mình thông qua kênh TopTop, anh Hưng có liên hệ với mình để nhờ lên cái phương án khắc phục cho hồ. Thời điểm anh Hưng nhắn cho mình là tình hình hồ vào ngày 26 tháng 12 2022. Sau đó anh Hưng có bổ sung thêm tầm khoảng 20 coi nữa vào hồ, có size dao động từ 40 cho tới 55 cm. Ở đây mình có tư vấn cho anh Hưng là nên tuyển thêm hai em làm cá coi dẫn đàn, là một em cha coi là em này đây anh em, và một em karasi này nữa để về làm cá dẫn đàn, sẽ giúp cho cá nhanh dạng người và thân thiện hơn. Và đây là tình hình hồ hiện tại, khoảng sau 5 ngày mình hướng dẫn cho anh Hưng cách khắc phục. Ngày 31 tháng 12 2022, anh Hưng đã báo lại tình hình hồ như trên video. Cá trong hồ đã rất là dạng người và ăn cám trên tay của anh Hưng. Sau đây mình sẽ trình bày qua cách mà để làm cho cá coi dạng người, anh em có thể tham khảo qua. Ở ngày đầu tiên thì anh em cho đánh muối vào hồ với tỷ lệ là 2 kg muối cho một khối nước, đánh sủi sa với tỷ lệ là 2 viên cho một khối, đánh men vi sinh với tỷ lệ là 60 ml cho một khối nước. Bên mình thì hay dùng dòng men vi sinh Biocom Pro này. Một số anh em đồng ngư có dùng trải nghiệm qua thì đánh giá hiệu quả cao và chất lượng tốt. Tiếp theo thì anh em cho bật sủi oxy mạnh, không cho cá coi ăn liên tiếp trong vòng 4 đến 5 ngày. Sau đó cho cá coi ăn một nắm tay và nắm cám trong tay như trên video mà anh Hưng đang thực hiện. Tiếp đó cho cá coi nhịn ăn 3 ngày nữa và sau đó tiếp tục cho ăn một nắm tay thôi. Liên tiếp kéo dài trong khoảng 10 ngày là cá coi sẽ dạng người. Ngoài ra, quá trình cá dạng người này có thể sớm hơn hoặc chậm hơn, phụ thuộc rất lớn vào tình hình chất lượng nước trong hồ và cá đang có bệnh hay không, như bệnh stress, đỏ mình, ngứa mình. Nếu tình hình cá coi mà trong hồ đang bị bệnh thì anh em nên chữa dứt điểm bệnh, cá khỏe rồi thì anh em mới tiến hành tập cho cá dạng người. Như hồ của anh Hưng thì nhờ bổ sung thêm lượng cá coi và đồng thời tuyển thêm các cá coi dẫn đàn nên chỉ mất khoảng 5 ngày để cá dạng người ăn cám trên tay.